Hiện nay sản phẩm kem chống nắng Hemia đã và đang chiếm lĩnh trên các trang mạng xã hội, đặc biệt hơn cả là các diễn đàn như TikTok, Facebook, bởi sản phẩm mang đến chất lượng cao mà giá thành lại bình dân. Dòng sản phẩm này giúp bạn có khả năng trị mụn và phục hồi làn da vô cùng hiệu quả. Trong video này, mình sẽ review cụ thể hơn về dòng kem chống nắng Hemia, đặc biệt là những đánh giá chính từ khách hàng bên mình, để bạn có cái nhìn khách quan hơn khi quyết định mua sản phẩm này, vì dù sao thì đánh giá từ những người đã trực tiếp sử dụng rồi cũng là chuẩn xác và đáng tin nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng kem chống nắng Hemia. Hầu hết mọi người đều đánh giá và khen sản phẩm này khá tốt hợp với da của mình. Điều quan trọng nhất là nó có khả năng chống nắng hiệu quả, giúp bảo vệ làn da đến 96% khỏi ánh nắng mặt trời. Đặc biệt là các tia UVA và UVB, cũng như các tác nhân có hại từ môi trường xung quanh. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng kem chống nắng Hemia đã mua của shop mình, thì hầu hết khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng ấp ẩm và dưỡng ẩm cho làn da. Điều này nhờ vào thành phần nhiều chất dưỡng và cấp ẩm, từ đó Hemia sẽ giữ cho làn da của bạn luôn căng mịn trong cả ngày dài. Nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác, bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được những ai đã dùng kem chống nắng Hemia này đều khen cả. Rất nhiều người dùng đều thắc mắc kem chống nắng Hemia là kem chống nắng vật lý hay hóa học. Trên thực tế, loại kem này thuộc loại kem chống nắng vật lý. Khả năng bảo vệ làn da của kem Hemia được các chuyên gia đánh giá cao. Sau một thời gian sử dụng, bạn sẽ thấy làn da trở nên mịn màng và trắng hồng lên vài tông. Hemia có chất kem không quá đặc, cũng không quá lỏng, dễ dàng cho quá trình sử dụng. Hơn nữa, khả năng thẩm thấu của kem trên bề mặt da thường khá nhanh. Sau từ 10 đến 15 phút, kem chống nắng đã tiệp vào da trông vô cùng tự nhiên. Kem chống nắng Hemia hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng Hemia hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.